Tin tức nổi bật tiếp tục và chúng tôi đang đề cập đến một nhân vật từng là tổng biên tập tờ thanh niên vô cùng uy tín. Đó là Nguyễn Công Khế và bên cạnh đó là Nguyễn Quang Thông, cái người kế nhiệm ông sau khi ông Khế về hưu. Cả hai nhân vật này đều bị bắt liên quan tới cái tòa nhà ở Bến Vân Đồn mà hiện nay Novaland làm chủ chưa kể là những cái chi tiết bên trong quý vị có thể vào trong youtube hoặc là đọc các báo chí họ ghi rất rõ thế nhưng câu hỏi đặt ra là đã hai tháng qua cái vấn đề của nguyễn công khế nguyễn quang thông này tự nhiên im bặt lẽ đương nhiên là phía khi mà hỏi tới đó thì phía bộ công an tuyên bố cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành bởi vì cái hồ sơ nó quá lớn dày đặc lên đến cả bao nhiêu triệu mỹ kim câu hỏi đặt ra là khi mà ông khế đưa ra cái yêu cầu để mua lại cái tòa nhà này đã được sự chuyển thuận của cấp trên bao gồm cấp thủ tướng mới cho phép và kể cả thanh niên và đoàn thanh niên nữa thế thì khi mà mua bán như thế đó cái việc mà cuối cùng bây giờ nó trở thành thuộc về công ty novaland tư nhân và bán trở thành cái tài sản của tư thì cái quyền lợi đó nhà nước bây giờ sẽ làm giải quyết như thế nào về các nguồn đầu tư và kể cả trong đó vấn đề nợ nần mà ông Nguyễn Công Khế thời gian đó đứng ra để ký giấy tờ rồi sang tới Nguyễn Quang Thông cũng thế nữa. Chuyện gì xảy ra? Câu trả lời chưa có. Thế nhưng cá nhân của Nguyễn Công Khế trong quá khứ từng đụng đến những nhân vật ghê gớm nhất và một trong những cái vụ án đó là vụ án năm cam anh vũ trung. Đúng, chính xác ạ. À, trong những bài tường thuật mà tôi tin vào cái ngòi bút của người phỏng vấn nó làm ký giả là, đã lớn tuổi ừ. nhưng mà khả tín, đây là mặc lâm thì ông có phỏng vấn ông uh, nguyễn ông Khế từ ừ. năm 2014 như thế, ừ. có một câu hỏi ông nói là thế ông có đụng đến những cái, cái nhân vật tầm cỡ chưa? khẳng định là có chứ. Ừ. Tôi đã đừng đặt vấn đề với thứ trưởng với bộ trưởng xong loại ra mấy ông nữa kinh chưa thì anh thấy rằng là những cái vết tích đó là không thể nào xóa bỏ được phải không rồi đặc biệt là trong trường hợp năm cam thì tôi cũng đặt thẳng vấn đề bởi vì có dính líu lớn đến những ngành những nhân vật mà cao cấp ở trong cái ngành an ninh nhưng mà anh lúc trong những cái phần trình bày đó đó khi mà viết tức là tờ thanh niên đưa ra những cái chi tiết liên quan đến cái giới chức mà trong đó kể cả giới công an nữa chắc chắn ông phải có cái sự đồng thuận từ cấp trên nữa phải mời quý khán giả theo dõi một cái cái mà nó cho chúng ta cảm nhận thấy rằng ông ta cũng ngại lắm. Đúng, đúng ông nhiên, ta cũng lắm. ngại lắm ông mang những cái bài viết chưa được in ra đấy đấy. ông hỏi ai thưa quý khán giả ông hỏi một người tên là Vũ Quốc Hùng là nguyên là phó chủ nhiệm thường trực ban kiểm tra trung ương của đảng ông hỏi Nguyễn Văn như sao thưa anh tôi có cái đăng bài về những vị lãnh đạo đó có được không đó đó. hỏi hỏi chúng trước ta, hỏi xin chúng, phép trước chúng trước. ta hãy nghe những người có trách nhiệm và được hỏi đó là ông Hùng đó thì ừ. ông ấy trả lời chậm rãi nguyên văn và từ tốn. Yeah. À, có tài liệu chính xác thì các anh cứ. Đây là cứ việc á. Có tài liệu chính xác thì, thì cứ anh cứ, cứ việc, việc đăng. đăng. Không có ai được cấm báo chí đăng. Ừ. Có chứ? vẻ như là à, cứ tự do mà như thế, quyền tự do vẫn vẫn có vẫn, vẫn dành cho bắt các báo chí trong nước nhưng mà nó gây cấn điều này ông hùng là vai trò to thế là phó ừ. chủ nhiệm mà rồi ông là tuy nhiên tuy nhiên anh nên gặp và trao đổi với anh nguyễn minh Triết wow anh nguyễn minh chiết quý vị biết rồi là là sau này là chủ tịch nước Ừ. bởi vì sao bởi vì lúc đó đang là ủy viên bộ chính trị à ông có vị trí vai trò là ủy viên bộ chính trị và sau này thì ông làm và đặc trách về cái mạng truyền thông nữa dạ sau dạ. này thì ông làm to nhất nước luôn vâng. thì lúc đó là, nguyễn minh chiết làm uh, bí thư thành ủy sài gòn ừ. à, khi gặp anh chiết nguyễn cũng khê trả lời khi gặp anh chiết anh đọc rất kỹ một bài báo tức là cái bài viết của ông ấy chỉ có một trang A4 để viết rõ là A4 chỉ cái trang nhỏ bình thường ừ. thôi. Ấy vậy mà phóng viên Hoàng Hải Hoàng Hải Vân mà làm việc với Nguyễn Chiết ừ. tiết lộ cho biết là vậy mà anh ấy tức là anh, anh Chiết Chiết ừ. phải đọc kỹ gần 2 tiếng đồng hồ để thanh lọc xem có những cái chi tiết nào có nên đăng hay không đăng liên quan tới năm cam phải không ạ Đã dạ. vâng vâng năm cam rồi nhiều cái vâng, vật tại vì năm cam nó dính tiến độ mà công an phải cho người bảo vệ 6 tháng theo như tiết lộ của của ông Và ông ông, ông bảo vệ khế bà. cái thời gian đó khi tòa thanh niên đăng tải liên quan tới những cái tin tức về 5 cam cá nhân ông của ông đã được cái chính bộ công an cử người xuống để bảo vệ bởi vì sợ cái sự thanh trừng à, trả thù của các thành phần băng đảng ở trong nước ơi có một câu ngày lắm cũng là đại khái như chúng ta nói tướng đường cái cái ngôn ngữ của đường phố ừ. là nói hồi vốn đại loại như là yeah. đúng thì đăng à, không đúng thì mm. cẩn thận họ có sợ không sợ mm. chứ à, Nguyễn Công Huy cũng biết sợ yeah. à, không biết sợ thì làm sao mà trong vụ năm cam mà công an phải bảo vệ gia đình ông 6 tháng trời như vậy yeah. chúng ta hãy người nghe người nghe, nghe nghe một người với tư cách là ủy viên bộ chính trị là lớn lắm phải anh Thụy <laughs> lớn lắm đó ông nói như thế này tôi hoan nghênh việc các anh đăng bài báo này nhé yeah vì rất có lợi cho quá trình kiểm điểm những đồng chí lãnh đạo nghe thì chúng ta thấy là cái người lãnh đạo ủy viên trung ương đảng cũng ghê lắm có lòng đất nước cũng mong đất nước có một cái gì thay đổi mà tốt ừ. đẹp hơn tự do hơn thì nguyễn công khê cũng vậy ờ, nhưng với tư cách là bạn đấy bạn nhé lại một lần nữa một cái chữ bạn không thôi nó tiết lộ ra được sự quan hệ của rất của, của khế rất nó, lớn nó ghê gớm như thế nào ừ. đến cả ủy viên bộ chính trị cả chục năm về trước nữa ừ. dạ. Tôi khuyên anh chưa nên đăng nguyên văn nhé, đây là nguyên văn. Tôi khuyên ừ. anh chưa nên đăng vì sẽ rất nguy hiểm cho anh. dạ. quý vị thấy những cái những cái, những, cái, những cái những cái câu từ mà viết nguyên văn mà trích ra như vậy, quý vị nghĩ sao? Tôi nghĩ trong đầu quý khán giả những người nào quan tâm đến cái tình hình trong và ngoài nước đặc biệt là Việt Nam á, đặc biệt là anh có những cái thắc mắc á, thì những cái cái cái, cái 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 thông tin này á, tuy rằng nó xa xưa cả chục năm rồi, tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho quý vị phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù thế, câu hỏi đặt ra là có phải vấn đề mà tranh chấp quyền lợi và phe phái tấn công đánh nhau mà cuối cùng thì một nhân vật tầm cỡ mặc dù đã về hưu rồi? và các hoạt động của ông từ 2008 tới giờ đó là tập trung vào các chương trình thể thao. Ông Nguyễn Công Khế có thời gian làm giám khảo các chương trình thi hoa hậu trong nước nữa, đa phần là giải trí thôi, thể thao và thời trang, hoa hậu vân vân. Còn những cái chuyện khác thì ông không dính líu vào. Thế nhưng vào thời điểm này tự nhiên vấn đề của cái tòa nhà bến Vân Đồn lại nổi trội hơn. Cái chuyện đó đã được giải quyết từ trước Thế nhưng giờ đây đó, cái quyền lợi và giấy tờ được phanh phui từ một bài báo mà chúng tôi đọc được từ năm 2020 của một ký giả Hoài Nam. Bài báo này ông đã tiết lộ từ 2020 liên quan đến cái gọi là tờ thanh niên quyết định của ông Tổng biên tập rất là khôn ngoan trong cái việc mà lấy lại cái tòa nhà được xin phép là tòa nhà của hãng thuốc lá để rồi biến thành cho tờ báo thanh niên được phát triển cơ sở nhưng mà cuối cùng lại lọt vào tay giới tư nhân mà mãi đến giờ phút này thì đột nhiên cái chuyện của nguyễn công khế bùng lên và cùng với các giới chức cụ tổng biên tập tờ thanh niên cho nên đó là lý do mà cái vào tháng 1 vừa rồi nó tin tức nó ầm mỹ đến như thế thế nhưng những cái ảnh hưởng của nguyễn công khế có còn hay không và cái những cái nỗ lực để bảo vệ ông có được hay không nhưng mà cuối cùng thì rõ ràng chúng ta thấy không được tuy nhiên chưa chắc là liệu rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy các phiên xử nguyễn công khế và nguyễn quang thông sẽ diễn ra như thế nào thứ hai nữa nếu mà nhìn thấy hình ảnh lúc ông bị bắt đó, công an đứng mà đọc những cái lời tuyên bố vi phạm quy định nhà nước thế ông cười cười rồi ông nguyễn quang thông thì cầm tay nhưng mà cái khuôn mặt không có lộ vẻ gì là sợ hãi sợ sệt hết hoặc thường người ta xuống cúi đầu xuống thế này không hay ông nhìn có vẻ rất là ồ oh, chắc có lẽ tôi đã biết trước cái chuyện này hay là tôi đã biết được có những cái vụ mà tấn công vào tôi câu hỏi đặt ra là nguyễn công khế hối lộ cho ai chia chác nguyễn quang thông có nhận được cái tiền nhận về cái số chuyển khoản như thế như thế nào có lẽ chắc có lẽ chúng ta không bao giờ biết được cái chuyện đó thôi hiện nay thì thật sự ra tôi ừ. nghĩ là họ đã biết rồi ừ. họ đã biết rồi một một yeah. nhân vật mà lấy lừng như vậy nhưng mà vấn đề là báo chí có đăng được những cái chi tiết đó hay không Họ không cần không... ấy không ừ. cần và và không cho phép luôn Tại vì cái quyền đăng đăng tải nó nằm trong tay không phải của những người ký giả chúng à. tôi cảm ơn sự theo dõi của cái... các đề tài này sẽ còn được tiếp nối trong các bản tin nổi bật kế tiếp mời quý vị cùng theo dõi cảm ơn anh vũ trung yeah. Xin chào và kính chào.